Rượu vang hữu cơ là gì? Rượu vang hữu cơ là rượu được làm theo tiêu chuẩn của nông nghiệp hữu cơ. Điều này có nghĩa là đối với tất cả các bước sản xuất rượu vang, từ trồng nho đến lên men, những người làm rượu tuân theo một chế độ khá nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn cụ thể cho rượu vang hữu cơ khác nhau tùy theo quốc gia. Ở Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA đặt ra các quy tắc chứng nhận hữu cơ cho cả thực phẩm hữu cơ và đồ uống hữu cơ. Các quy tắc sau đó được thực thi bởi nhiều thanh tra bên thứ ba. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các hoạt động canh tác hữu cơ trong nước. Trong nghề trồng nho, rượu vang hữu cơ phải được làm từ nho trồng hữu cơ, không chứa thuốc trừ sâu tổng hợp, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ. Sản xuất rượu vang hữu cơ của Mỹ cũng tuân theo các quy định nghiêm ngặt về các chất phụ gia và chất bảo quản như là sulfit, cũng như là men được sử dụng để lên men nước nho thành rượu vang. Vương quốc Anh. Tại Vương quốc Anh thì chứng nhận rượu vang hữu cơ, yêu cầu rượu vang phải được làm từ nho hữu cơ. Các chi tiết khác nhau về quá trình lên men và bảo quản không được quy định và do đó ít nghiêm ngặt hơn đối với các nhà máy rượu vang ở nơi khác. Các khu vực khác. Ở các khu vực sản xuất rượu vang khác trên thế giới, bao gồm lục địa châu Âu, Nam Phi, Úc và các nước Nam Mỹ, các tiêu chuẩn nằm trong phạm vi tương tự. Hầu hết các quốc gia có cách để tiếp cận thoải mái hơn đối với mức độ sulfit so với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất quốc tế chọn cách làm rượu vang theo tiêu chuẩn hữu cơ của USDA để có thể tiếp cận thị trường tiêu thụ rượu vang hữu cơ rộng lớn của Mỹ. Vậy, đặc điểm của rượu vang hữu cơ là gì? Rượu vang hữu cơ không khác biệt đáng kể so với rượu vang thông thường về nồng độ cồn, hương vị, mùi thơm và cảm giác ngọt miệng. Tuy nhiên, việc thiếu tương đối sulfit bổ sung cho rượu vang hữu cơ sẽ rút ngắn thời hạn sử dụng của nó. So với rượu vang không hữu cơ, rượu vang hữu cơ có thể bị hỏng trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Bất kỳ loại nho nào cũng có thể được trồng trong các vườn nho hữu cơ, kể cả các loại nho chính như là Cabernet Sauvignon và Pinot Noir. Tương tự như vậy, sản xuất rượu vang hữu cơ có thể liên quan đến bất kỳ loại rượu vang nào, từ rượu vang đỏ đến rượu vang trắng đến rượu vang hồng tươi mới. Bất kỳ loại rượu vang nào cũng có thể đạt tiêu chuẩn, miễn là nó được làm bằng nho trồng hữu cơ và được chế biến mà không sử dụng thêm sulfit. Sulfit trong rượu vang là gì? Chẳng hạn, bạn đã từng thấy dòng chữ chứa sulfit được in trên nhãn chai rượu vang. Điều này đề cập đến sự hiện diện của sulfur dioxide SO2 có chức năng như là một chất bảo quản. Ngoài việc giữ cho rượu không bị hư, sulfit còn bảo quản hương vị và kết cấu của rượu. Sulfur dioxide là sản phẩm phụ tự nhiên của quá trình lên men, vì vậy tất cả các loại rượu vang đều chứa một lượng sulfit. Rượu vang trắng, đặc biệt là rượu vang trắng ngọt, có xu hướng chứa nhiều sulfit hơn, trong khi rượu vang đỏ không ngọt thường có mức thấp nhất. Tuy nhiên, các loại rượu thông thường chứa thêm sulfit để bảo quản rượu lâu hơn. Rượu vang hữu cơ có thể chứa không quá 20% sulfit, rượu vang thông thường thì có thể chứa tới 350. Còn ở mức trung bình so với tất cả các loại rượu vang là khoảng 125. Những sản phẩm nào của công ty rượu ngon được chứng nhận là organic, rượu vang hữu cơ? Đó là những sản phẩm của nhà làm rượu Colefriso, từ những trái nho được nhà làm rượu chăm sóc tỉ mỉ và canh tác hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Nhà làm rượu Colefriso cũng đã nhận được chứng nhận sản phẩm hữu cơ từ ICEA. Vừa rồi là những thông tin về rượu vang hữu cơ là gì, và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.